Hello, xin chào tất cả các bạn đã chờ làm một video mới của Yuki Channel. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu những spam 4 loại spam này cho các bạn nha. Bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Đầu tiên là hoa anh đào trong gió. Đây là spam hoa anh đào trong gió. Dạ, trời. Cái máy quay của mình thường là mình quay ở trên bàn, nó thường là bị rung, bị rớt á. Nên là các bạn thông cảm cho mình nha. Spam này mình làm lâu lắm rồi mình mới làm lại, kể từ khi mình chưa có làm cơ đó. Mình bán spam cũng lâu lắm rồi. Mình bán spam cách đây được khoảng là một năm mấy rồi đó. Cái tiếp là soda đá chanh. Khi nào mình làm shop hơi nhiều á, tại vì thích shop quá. Làm bóng đặc và dẻo á, slime của mình lúc nào cũng như vậy hết. Còn nói về slime trong thì khá là tệ. Và cái tiếp đó là sữa chuối. Ta-da. Slime này cực kỳ đặc luôn các bạn. Và mình có chút slime đây. Và cuối cùng của kỳ giới thiệu slime này đó là slime shop nữa. Thì sao mình sẽ là không có tên nhé. Ôi. Sorry các bạn. Cái máy quay của mình lúc nào nó cũng như vậy hết. Nó không có cố định được. Ôi, cái này nó cực kỳ soft luôn. Chơi cực kỳ đã luôn ấy. Các bạn thấy cái phần nó xinh không? Mình thì thấy cái cảm thấy của mình thì nó rất là xinh luôn.